cho các bạn. Thì sau khi mình nấu xong bún bò, đây là tô bún bò của mình. Các bạn nhìn thấy chất lượng không? Đó. Thì bây giờ mình sẽ ăn thử thành quả của mình ha. Rồi, đây. Các bạn thấy nè, bún bò của mình nè, bắp bò nè, sắc là miếng nè. Đó, chả nè. Còn đây là gì? Giò heo. Các bạn nhìn cái miếng giò heo nè. Đó. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cho rau vô. Đây. Món này thì mình sẽ ăn chung với lại rau muống. Đó, các bạn sẽ cho rau muống vô. Tiếp theo đây là bắp chuối bào sợi nha. Đó. Hấp dẫn chưa? Rồi, các bạn cho thêm giá. Ngon quá mọi người. Rồi, đây là rau thơm các bạn, rau quế, rau răm rồi rau giáp cá. Chúng ta sẽ cho vào, bắt đầu chúng ta thưởng thức. À quên, mình sẽ cho vào đây một xíu chanh. Đó, chanh đi các bạn. Bạn nhắc chanh vô nha. Đừng quên chúng ta sẽ cho vào đây một ít sa tế. Bạn nào ăn cay thì cho nhiều, bạn nào không ăn cay thì cho ít ít thôi ha. Trời, giờ mình nếm thử mà. Nước thì rất là đậm đà. Tại vì mình làm nước luộc bắp bò nè, nước luộc giò heo nè. Còn mùi mắm ruốc thì rất là thơm. Húp miếng nữa. Tuyệt vời luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn nha, miếng bún nha. Đây, miếng bún. Cắt miếng bún. Rồi, miếng rau. Đó. Trời ơi, gắp thêm miếng thịt bò bỏ lên. Đó. Chất lượng chưa? Giờ mình ăn nha. Tuyệt vời lắm các bạn. Cay không? Không cay. Hấp miếng nước. Món này thì tuy bạn thấy là nó cầu kỳ hình màu sắc như thế này nhưng mà nấu rất đơn giản ha. Các bạn có thể theo dõi clip của mình để thực hiện cho gia đình mình ăn. Chúc các bạn ngon miệng.